Hello mọi người, giới thiệu mọi người ha. Đây là cận cảnh của cái công trình đang thi công nè, là chiếc cầu Duyên ha, gần sát bên nhà của mình. Bây giờ hiện tại là mình đang theo dõi công trình này ha, không biết tới đâu nữa, chừng nào xong xong sớm đi dạy chẳng gần chút xíu. Mong rằng bình thường đi dạy cách nhà có 1,3 km à, nay đi vòng hơi xa mọi người ơi. Ở đây là công trình đang thi công, bữa nay hình như là chưa thấy thần người làm nha. Bữa nay là thứ mấy ta? Bữa nay là 1 tháng 8 nè. Chắc hồi nữa làm họ làm chứ gì. Hy vọng rằng cái công trình này hoàn thành sớm á, để chúng ta đi lại dễ dàng hơn, tiện hơn. Nhìn đã quá. Thầy Thanh đi dạo sáng sớm, đi ăn sáng uống cà phê, bây giờ chạy về nè. Đó, bây giờ mình quay cái con đường quê ha, để chia sẻ mọi người ha. Ở đây là hai bên bờ kè ha, quá hấp dẫn, đẹp lung linh. Bên kia đường là cái bên kia cầu là bán cái bún giò heo nè, đó một chú cún con nè. Công trình này mà xây dựng xong đẹp lắm ha. Bờ kè thì người ta xây bên kia là quán phở nha mọi người, nhưng mà hôm nay làm cầu rồi họ bán chậm quá, chắc họ nghỉ bán rồi, nghỉ bán cũng lâu rồi. Quán phở này ngon. Cái bờ kè họ xây, mình nghe nói kế hoạch họ xây còn dài lắm, nhưng mà hiện tại là tạm thời họ xây đến đây họ dừng. Dừng lý do là gì mình không biết nữa. Ok. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha, nhiều năng lượng. Thầy Thanh đi vòng vòng, quay các cảnh ở vùng quê mình để chia sẻ đến mọi người ha. Khúc này đường đi hơi dằn nè, chạy xe chắc tưng 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 tưng. Lái tay phải chân chắc. Câu lạc bộ bida Chí Thành. Đoạn đường này đi khúc nữa là về tới nhà của Mr. Thành rồi. Tí xíu nữa thôi. Nhìn dơ quá trời dơ. Mong rằng các công trình này chừng năm nữa xong đi. Cho đường xá đi lại sạch sẽ, dân chúng đi lại sướng hơn, mình cũng sướng nữa. Chào anh. Dạ, em đi dạo chơi. Cuối cùng cũng đến nhà.